Máy rửa xe Bandori RS 3000 này thì được sử dụng với motor của Trần Hưng Đạo do tập đoàn của Tesco sản xuất nha anh em, sản xuất ở tại Việt Nam mình luôn. Còn đầu bơm này thì được sử dụng với đầu bơm bằng ti sứ nha anh em, ti sứ loại ti sứ đặc luôn, nút vàng điều chỉnh áp lực nước nè, đồng hồ đo áp. Và đây là thông số rất là chuẩn của dòng máy rửa xe Bandori RS 3000 này ha, chứ không có ảo ma như của chim radar giống như là dòng máy rửa xe gia đình này đâu nha. Có kèm theo là 4 đầu bét nè, ở phun có chế độ khác nhau, vòi xịt dài và dây cao áp ra dài lên đến 15m, loại dây cao áp đó nha, có bình tạo bọt tuyết luôn. Và bây giờ mình sẽ xịt thử cho anh em cùng xem áp lực nước như thế nào nha. Mình canh trời mưa thì mình mới dám xịt thử nha nè, chứ mình sợ xịt trúng khách đi đường á. Rồi bây giờ mình sẽ xịt thử cho anh em cùng xem như thế nào nha. Áp lực nước của nó rất là mạnh nha anh em. Đó, xịt đến nỗi mà không thấy trụ điện ở đâu luôn mà.